hiện nay an toàn thực phẩm vẫn đang là vấn đề đáng quan tâm vì những mục đích khác nhau mà một số thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản kích thích tăng trưởng không hợp lý gây thiệt hại cho người tiêu dùng đã có nhiều văn bản quy định về an toàn thực phẩm và chế tài xử phạt nhưng trong thực tế vẫn còn không ít cơ sở sản xuất sử dụng các chất bảo quản phụ gia thực phẩm phẩm màu không được phép sử dụng đây là những nguyên nhân dẫn đến mất an toàn thực phẩm tại hội thảo nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng việt nam do hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam và tổ chức hợp tác phát triển cộng hòa liên bang đức giz tổ chức các diễn giả đã chia sẻ các phương pháp làm thế nào để hạn chế đến mức thiệt hại thấp nhất do thực phẩm không an toàn gây ra vai trò trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường để không có các vụ mất an toàn thực phẩm đáng tiếc xảy ra thì vấn đề an toàn thực phẩm phải được xem là trách nhiệm chung của cả nhà sản xuất kinh doanh và của cả người tiêu dùng để cung cấp những thông tin thiết thực góp phần nâng cao kiến thức phổ thông cần thiết về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam sẽ phối hợp với giz tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng xây dựng xuất bản cuốn cẩm nang về an toàn thực phẩm sổ tay hướng dẫn an toàn thực phẩm để phát hành rộng rãi